Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Dạ ok. Hello mọi người, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tham quan vườn cây bonsai của anh Trung Hồng Môn ha. Thì có rất là nhiều cây đẹp và nhiều cây lá kim. Thì để cho anh em nào mà chưa có cái hiểu là cây lá kim và cây lá bản như thế nào thì mình giải thích sơ sơ như thế này. Cây lá kim giống như là cây thông các bạn. Cây thông thì gọi là lá kim ha, lá nó hình kim. Còn cây lá bản là những cái cây mà thường thường ở Việt Nam mình thấy. Anh em lên Đà Lạt thấy cây thông á thì cây đó là họ lá kim. Còn ví dụ như mình ở đây có cây lộc vừng, cây linh sam hay là cây bàn gì này nọ thì cây đó gọi là cây lá bản. Đó. Thấy nóng quá xuống hồ đó tắm đi anh. Lát anh nhảy xuống anh tắm luôn. Ok anh em cho xin thêm like đồ này nọ cho sung sung livestream nha. Ok anh Trung ơi, bây giờ nhờ anh Trung sẽ anh bây giờ mình bắt đầu từ đâu anh? Thì em thích đi khu nào thì em cứ đi. Từ ngoài đi. Dạ từ ngoài vô đi anh giới thiệu giùm em với. Nhà của anh Trung thì cũng mới xây thôi. Mới sắp xếp là cái vườn rất là đẹp. Và mọi người coi cái lối đi anh Trung anh thiết kế cũng theo cái phong cách Nhật. Mình thích mấy cái trụ này ghê. Em thích mấy cái này nó nhẹ nhàng. Hồi xưa em trưng mấy cây nước đá nhìn nó hơi thô thô. Còn cái này nhìn nó mộc mạc mà nó đẹp. Nè đá núi lửa nè. Ok. Rồi sẽ nhờ anh Trung anh giới thiệu. Hello, hello Châu Vĩ nha, hello Bức Khang nha. Sao mấy nay không quay Igu nữa anh? Igu phải xin phép mới quay được em ơi. Phải xin phép, không có giấy phép không quay được. Rất là nhiều cây đẹp luôn. Thì cái vườn mình là anh thích nhất là cây nói chung là anh em mình biết nhau từ cây lá kim đúng không anh? Đúng. Dạ. Thì anh có thể giới thiệu giùm em cái cây lá kim đó nó thú vị hơn cái cây lá bản ở chỗ nào anh? Điểm nào anh? Nói về vậy. Cây lá kim thông thường nó phân bố ở mấy cái vùng nhiệt đới. Thì ở Việt Nam mình đa số nó phân bố vùng lạnh như Đà Lạt hay miền Bắc. Dạ. Thì ở vùng nhiệt đới, ở như khu vực thành phố mình, việc trồng cây lá kim là vấn đề lúc đầu là khá nan giải. Dạ. Nhưng mà dần sau mình thì khi tìm hiểu thì từ từ thì mình hiểu được nó thì mình chơi được thôi. Thì cơ bản thì nó ở đâu nó vẫn sống được. Dạ. Nếu mình hiểu nó. Thì cây lá kim á, cái ưu điểm về nó có cái bộ lá mà không có một loại cây nào nó có thể so sánh được. Dạ. Thì căn bản thì với cây thông thì nó có cái bộ lá rất nhìn nó rất phong trần, nhìn rất hay. Dạ. Còn với cây tùng á, cây bách á, ở Việt Nam mình gọi là cây bách, cây juniper á, dạ. Cây bách mà Việt Nam mình hay kêu là cây tùng á, dạ. Thực ra là nó là cây bách. Cây bách. Thì cái bộ lá nó ở nước ngoài họ ví cây bách nó như hoàng hậu. À. Còn cây thông là nó như là vua. À. Ừ. Trong cây cảnh á, thì người ta phong cây thông là vua, còn cây bách là cả hoàng hậu. Cho nên nó cơ bản về cái bộ lá nhìn nó rất là hay. Nó, trước mặt mình là cây thông đen ha. Đây là cây thông đen mình cẩu từ Nhật về. À, thông đen cẩu từ Nhật luôn. Cây này do nó đang hơi yếu, lý do là vừa rồi mình nhổ lên mình để mình xây nhà nó. Dạ. Mình hơi yếu, hiện nay mình đang phục hồi lại. Thì qua năm nó sẽ có cho bộ lá mới đẹp hơn. Dạ. Một cây thông đen, cái cây thông đen, cái điều mà em thích nhất ở cây thông đen là cái bộ da. Đúng rồi. Nó nổi vẫy là sần sùi. Rất là đẹp. Bộ đế này cũng đặc biệt ha. Nó đây là chỉ là một cây công trình thôi. Nó là cây công trình, nó là cây lớn và phân vô cây công trình. Dạ. Ôi em đi qua vô Nhật phải nói là em lần đầu tiên qua Nhật là hoàn toàn bất ngờ là cái công trình nó đẹp y như cây bonsai các bạn. Dạ. Tỉa đâu đó ra đàng hoàng, từng tay từng cụm. Chứ không phải là thả lan giống như ở Việt Nam mình đâu mà cây công trình nó cũng y như cây bonsai ví dụ như vậy đi. Nó đẹp hơn vậy luôn. Đúng rồi. Nó chỉnh chu hơn vậy luôn. Đó. Thì đó là cây công trình rất là đẹp luôn. Cái này là cây gì anh? Cây này là cây tùng cối. Tùng cối? Tùng búp. Tùng búp giống này xuất phát từ ở Đà Lạt hồi xưa thời Pháp họ đem qua. Dạ.
cái lá nó có vẻ giống chắc bách diệp. Chắc bách diệp nó là lá nó dẹp. Dẹp ha. Rồi lá dẹp, còn lá này nó ra vảy nến. Vảy nến. Ra vảy vảy á. Tôi kêu cây có lá vảy. Nhưng mà cái chắc bách diệp đó nó có phải xếp vô lá kim không anh? Không, cây chắc bách diệp nó họ khác thôi. Họ nó khác. Nó là Cypress, nó dòng khác, không phải là cây lá kim. Em thấy cái lá giống giống em tưởng là nó luôn. Còn cái này cây gì anh? Cũng nó đây luôn. Là duyên. Duyên tùng. Duyên, duyên tùng Đài Loan. Đài Loan. Là Juniper Taiwan. Dạ. Thì nó cái bộ lá nó cơ bản nó hơi giống tùng bắp mình, nhưng mà lá nó ngắn hơn. Khi lá nó sẽ sạn đẹp hơn so với cái tùng bắp và tùng cối ở mình. Dạ. Ở ngoài Hà Nội nó là tùng cối, ở trong mình thì nó là tùng bắp. Dạ. Hai loại nó khác nhau. Hello hello Đâm Sư Rồng nha, Long Sư Rồng nha. Hello gì anh yêu chị. 2.300 người thích mọi người 10.000 nha. Ơi lên 10.000 quay nhiều nhiều nữa. Những cái cây này là anh sưu tầm về rồi anh tự đây tay anh sửa luôn nuôi, ha. Mình tạo lên luôn. Mình tự nuôi tạo lên luôn. Đúng rồi. Cây này thì xưa mình mua cây giống thôi. Dạ. Cây giống là về nuôi tạo. Cây giống là cỡ ngón tay này không? Đúng anh? Rồi. Tầm ngón tay rồi nuôi cây những cây này nó tầm khoảng hơn chục năm. Ôi cái thời gian khủng khiếp không bạn. Nói chung chơi cây là một cái quá trình trải nghiệm nó rất là thú vị, nhưng mà nó tốn rất là nhiều thời gian. Và không dành cho những ai mà gấp gáp ha, không sống nhanh ha. Có nghĩa là lúc mà anh Trung anh mua cái cây phôi này về thì nó cỡ ngón tay thôi. Thì giờ nó được cỡ, chắc cỡ lớn hơn ngón chân cái. 10 năm mà cũng gọi là mới bán thành phẩm thôi anh. Chưa được đâu gì đâu hết. Như cây thông này là cây, một cái cây mình gieo hạt nè. Thời biết Nam á. Thời đó tới nay mình còn giữ lại. Này có khoảng tầm 10 năm. Bắt đầu nó lên được cái bộ vỏ. Dạ. Cây này là mình gieo hạt từ cái hạt lên. Mình cái cơ duyên mà mình quen biết anh Trung á thì là khoảng chắc cũng mười mấy năm trước á các bạn, là mình lúc đó mình đang chơi bonsai và mình rất là mê cái cây thông đen, qua cái internet thôi thì mới mình tìm cách mình mua hạt từ bên Mỹ bên rồi về mình gieo. Nhưng mà nó rất là khó gieo chứ không phải là dễ gieo. Tại vì các bạn biết cái cây thông đen á là nó sinh trưởng ở bên xứ Nhật Bản là ôn đới đi. Thì nó những cái nước ôn đới mà cây nó muốn nảy mầm á, nó có bốn mùa rõ rệt. Thì trước khi nó nảy mầm được nó phải qua cái thời điểm nóng đúng không anh? Ngủ đông. Ngủ đông á. Mùa nóng thì nó mới nảy mầm. Nóng quá nó tắt luôn hả? nó qua cái thời điểm ngủ đông. Nó qua cái thời điểm ngủ đông rồi phải ủ phải đồ này nọ mới lên, mình lên không được. Thì lúc đó mình mới gặp anh Trung ở trên mạng, thì anh Trung ảnh đang ươm những cái hạt này, thì mình lúc đó mình qua cái vườn của ảnh, mình nhờ ảnh chia lại những cái hạt đó về mình nuôi trồng. Thì tới nay là cũng mười mấy năm rồi các bạn, thì đây là một trong những cái cây mà anh Trung ảnh gieo từ cái hạt luôn. Còn sót lại một cây này ha. Giữ lại, còn đa số mình bán hết. Yeah. Giảm chơi. Mà cái hạt thông đen á, nếu mà mọi người chưa gặp á thì cũng thấy nó ngộ ngộ ha. Nó ngộ ngộ. Cái vị trí nó nằm cũng ngộ ngộ. Nè, có một cái điều mình lưu ý anh em mà đi coi vườn bonsai nè, cho những anh em mà chưa biết á, nhiều người vô ngắm nghía vườn bonsai thấy cái này dư dư cầm tay bẻ là chết người ta luôn. Cái này là lũa nha các bạn. Này là nghệ nhân người ta cố tình tạo ra thành những cái lũa, nghĩa là những cái gỗ chết á. Ví dụ mình hình dung là lúc trước á, có thể lúc trước nó có một cái tàn ở đây, nhưng mà nó người ta muốn cho nó gọi là cổ chút xíu nữa, người ta với lại nó thoáng cái tầng dưới này, người ta bỏ đi và người ta làm cái lũa này để nhìn cho nó cổ lão đi, chứ đừng có ngứa tay bẻ chết người ta luôn nha anh em. Kế đến là bộ đế nè, anh em thấy bộ đế không? Bộ vỏ đó. Bộ đế rất là già và gọi là nó rất là đều, nó tạo cho cái cây nó vững chãi. Thì chơi bonsai người ta nói là nhất đế nhì thân tam tới tam tàn anh, tam cành tứ cốt. Đó là đó hồi xưa. Đây là đó là cây Nhật ha, thông đen Nhật Bản. Cây đây là cây linh sam của Việt Nam mình. Ninh Thuận linh sam Ninh Thuận ha. Cái này là ghép ha anh? Đúng rồi, ghép. Yeah. Cây này là cây ghép. Cây ghép. Ghép từ cây gừng. Dạ. Yeah. Nhưng mà chỉ có Ninh Thuận thì mới cho được những bộ lũa như thế này thôi, được này mất kia. Lá nó không đẹp bằng, bông nó không bằng, nhưng mà được cái lũa nó rất đẹp. Đây là lũa nè các bạn. Deadwood. Tự nhiên hoàn toàn luôn, lũa này lũa thép và tự nhiên.
Thì các bạn thấy là chỉ có mẹ thiên nhiên mới tạo ra được cái những cái vết hằn, những cái này nọ, dấu ấn này nọ. Qua cái này chắc cũng phải cả trăm năm mới tạo được những cái này. Gió rồi này nọ các thứ nó mới tạo ra được. Ồ, chi chích nụ luôn nè. Này sáng ngày mai chắc chắc là kính. Dòng La Hai. Này La Hai. Ồ, La Hai là bông đẹp. Xin lỗi. Sông Hinh. Sông Hinh. Rồi Sông Hinh là nổi tiếng về bông. Zin. Đúng rồi, là zin luôn. Cái này do nhà vườn nuôi lên. À, cây này không phải cây khai thác mà kha nuôi từ từ con lên. Ồ. Rất là đẹp. Cái này tắt máy rồi phải mở lại. Còn cây này là cây gì các bạn biết không? Cây này là gọi là cây cẩm thị ha. Cẩm thị, mình da đen. Mệnh danh là kim cương đen. Kim cương đen. Đen hơn nam. Hồi xưa mình rất là mê cây này luôn. Các bạn thấy tại sao mình mê phải không? Tại vì nãy mình có nói cây thông đen á, mình thích nhất là cái bộ da của thông đen. Thì cây này cái bộ da của nó cũng rất là đẹp luôn, rất là già luôn nè. Nhìn một cái cây mà cổ lão như thế này, người ta đánh giá qua cái bộ da. Đó, bộ da nó rất là già luôn. Và cái kim cương đen này nó ra lúc mà nó ra thượng non cũng đẹp anh ha. Dạ, lá xanh, nó có màu sáng. Dạ, lá sáng xanh đậm. Đẹp. Già ơi là già. Đó, cây này là cũng của cây miền Trung mình ha. À, đây có cây này cũng đặc biệt nè các bạn. Cây này có cái tên cũng rất là lãng mạn. Cây này là cây mưa. Xuất xứ ở Brazil ha. Nam Á, các vùng Nam Á và Đông Nam Á. Nam Á và Đông Nam Á. À, cây này là cây ren. Nó là cây vùng nhiệt đới. Anh có thể với cây này em hoàn toàn không biết luôn. Nhờ anh Trung anh giới thiệu giùm em đặc tính của cây. Cây này nó xuất phát từ Nam Á và các vùng Đông Nam Á thì nó là cây vùng nhiệt đới. Dạ. Thì cái thằng này nó có cái đặc điểm là nó nhìn sơn như mình cứ nghĩ nó giống cây me, nhưng mà thực ra nó không phải là cây me mà nó là cây mưa. Cây mưa. Cái tên tiếng Anh nó là Grand Brazil. Yeah. Thì cái dòng này á thì nó hay cái là nó có cái độ lắc lượng khá đẹp. Yeah. Và nó tạo những cái khến tự nhiên. Những khến này tự nhiên nó tạo nên những cái khến của cái cây. Yeah. Nó rất quái, rất độc đáo. Yeah. Đẹp. Cái này là tự nhiên nó lên vậy luôn ha. Tự nhiên hết. Nó ra những cái khến nè. Nó tạo những cái khến. Khến nè. Cái này lỗ âm nè. Lỗ âm nó nằm trên thân. Còn lỗ mà nó lòi ra ngoài thì nó. Con này là lỗ âm. Này giống như những cái sẹo nó sẽ kéo lại từ từ. Khến rất là đẹp và lá y như lá me luôn ha các bạn ha. Trưa nắng thì nó sẽ hơi khép lại. Sáng, chiều bung ra mát, bung ra. Tối nó sẽ khép lại. Tối nó khép luôn. Đúng rồi. Khép lại. Đây qua đây coi này, khến. Thì một cái cây á, người ta ưu tiên chọn cái cây á là coi cái đường thân ngoài, chuyện nó lắc lượng á, coi nó có già hay không. Thì cái già hay không nó quyết định ở cái da. Đó, nó quyết định ở cái da cây. Và cái độ lắc léo khến này. Có thêm một cái này nữa là cái này là mình cũng chia sẻ cho anh em mà có đi tham quan mà thấy cây cối của nhà người khác hoặc là cái khu du lịch đồ á, anh em tránh những cái điều này nha, tại vì những cái điều này là những cái lỗi rất là nghiêm trọng luôn mà đa số mọi người hay mắc phải. Thì cái cây thông đen như mình chia sẻ, cái cây nó già nó đẹp hay không á là nhờ cái da, nhìn cái da của nó, anh em thấy không? Mà cái da của nó chỉ có khi nào mà nó già nó mới lên được những cái này thôi, những cái vảy như thế này nè. Mỗi năm nó tạo một lớp. À, mỗi năm nó sẽ lên một lớp như vậy. Đó, chúng ta nhìn chúng ta có thể biết được cây này rất là già. Đó. Mà anh em đi anh em coi, anh em ngứa tay, anh em khựi. Anh em quen tay như anh em bị chạy bị chỗ, anh em bị khựi, anh em nhìn cứ anh em ngứa tay anh em khựi ra chết người ta luôn nha. Người ta rất là quý cái chỗ này, cái người chủ cây người ta rất là quý cái này, người ta nuôi nó hàng chục năm trời để người ta tạo nên cái này mà anh em ngứa tay anh em khựi ra là rất là, đây là cái sai lầm, phải nói là một cái lỗi rất là nghiêm trọng nha anh em. Đó, thì nó đừng có ngứa tay coi cây, đừng ngứa tay hoặc là ngắt đồ của người ta. Nhiều khi mấy cái tược này người ta chờ để ta nuôi ra tiếp, phải không? Anh em thấy ngứa mắt quá anh em ngắt bỏ rồi anh em khựa da đồ này nọ là chủ cây người ta cự á. À, bên này có một cái cây gọi là cây phi lao, còn có tên gọi là cây dương, đúng rồi đó, anh em thấy không, cũng rất là già hơn nhau ở chỗ này. Cái này nó nù gan cục mà da nó sần sùi y như cái tổ mối á, như cái ủ mối á, rất là già luôn.
Đối cây dương này mình thao tác nó dễ không anh? Em nhìn cũng đẹp quá mà em chưa có trực tiếp làm. Đối đó cây dương ở Việt Nam mình thì nó khá phù hợp vì nó là dùng nhiệt đới mà dạ. Nó thực ra ở Việt Nam mình nó là cây trắng xâm lấn cát biển chống biển xâm lấn thì nó phù hợp với đất cát và nó rất mạnh. Nhưng mà khi mình đưa vô chậu á thì cái đòi hỏi á nó nước này thì nó cần nhiều nước. Thì mỗi ngày mình phải bổ sung đầy đủ nước cho nó thì nó mới giữ được bộ lá. Nó sẽ tuột lá. Lá nó tuột thì nó sẽ xấu cây. Thì hết ấm cây ha, hết ấm tàn. Nó sẽ tuột những cái lá trong á. Thì nó sẽ vàng. Khi mình nhìn thấy là nó vàng là nó sẽ bị thiếu nước. Đẹp quá. Thì cái cây này anh em sẽ bắt gặp rất là nhiều, anh em nào đi du lịch ra Vũng Tàu hay là Nha Trang ngay cái dọc bờ biển sẽ thấy trồng rất là nhiều luôn. Thì cây này là cái cây mà nó chống xâm lấn của biển anh ha, nó cản lại. Cây này cây khai thác nên nó mới có được như thế này. Cây này khai thác xuất xứ ở ngoài Quảng Bình á. Cây này thì nguồn gốc nó từ Quảng Bình. Ok, mình cùng đi qua bên kia đi, bên kia còn nữa. Bên kia vườn nuôi. Ok, hello anh em nha. Hồi nãy cái điện thoại mình nó nóng quá, nó hết pin. Sorry anh em nhiều. Anh em đi đâu mất tiêu rồi. Anh em vô lại nha. Đi ăn hủ tiếu A Tỷ anh Nam ơi. Ok anh em. Để mình đổi cái điện thoại khác. Cái điện thoại iPhone nó rất là mau hết pin. Ở đây có một cái cụm rừng đẹp quá. Hello, hello Hồng Đức nha. Hello gì? Đoàn Đức hả? Đoàn Đức nha. Này là sam châu ha anh? Đúng rồi. Nhưng mà ta hay gọi là sam đồng tiền. Sam đồng tiền đúng rồi. Cho nghe duyên hơn chứ dùm từ sam châu nó dân giả. Đúng rồi. Cây này cũng gốc miền Trung luôn. Hồi xưa em cũng có mấy bụi này đẹp. Có mấy bụi đẹp, cây bự lắm. Cây bự mà xưa em mua được cây bự không, giờ kiếm không ra. Hết người ta khai thác. Hết rồi. Sam đồng tiền, cái cụm rừng. Thì bonsai nó có rất là nhiều kiểu dáng anh em ha, dáng chật rồi đơn một cây. Rồi bay này nọ hoặc là cụm rừng. Rồi tùm lum tà la hết trơn á, anh em dính vô đi anh em thấy phê lắm. Đây là cũng là một cây dương rất là đẹp luôn nè. Cái dáng nó phải có cái độ lắc. Nó lắc. Rồi ở một cái không gian ba chiều á, chúng ta sẽ thấy nó rất là ảo. Và ví dụ như chúng ta đứng ở góc bên kia, chúng ta nhìn cái cây nó khác, đứng bên này nhìn cái cây nó khác. Mà nhất là ngắm cây đẹp nhất ngắm ban đêm anh ha. Cái ban đêm nó bị giống như bóng tối nó che một cái lỗi mà mình có thể nhìn thấy được. Mình thấy cái cây nó hoàn hảo ăn hẳn luôn. Em là khoái cắm cây ban đêm nhất. Ngày mới thấy lỗi được chứ. Dạ. Ngày mới thấy được lỗi nữa chứ. Nhưng mà ban đêm mình không thấy. Ban ngày mình thấy mình bị dướng dính vô chỗ đó mình không hài lòng. Nhưng mà ban đêm mình nhìn tổng thể được. Đây cũng là một cây tùng rất là đẹp. Khá già. Dạ, già lắm rồi. Một cái cây mà đưa lên cái hoành này chắc cũng... Cái hoành này trăm hơn. Trăm hơn anh. Khu ngoài đây là vườn nuôi. Đây là khu vườn nuôi. Bên kia là khu chơi ha. Trưng bày những cái cây coi như là đẹp để mà trưng bày trước nhà. Còn đây là khu vực vườn nuôi. Mấy này là anh cũng chiết anh ương ra rồi. Đúng anh rồi. Cũng chia sẻ anh. Chiết anh nuôi lên chia sẻ. Hoa sao nhái. Dành dành, cái giống dành dành này có điểm nào thú vị anh? Thì chơi cây dành dành này được cái hay cái là nó có hoa. Hoa. Hoa khi mình làm thành phẩm thì mình tạo được những cái hoa nó rất thơm. Dạ. Hoa nó thơm mà tạo bộ dâm xương rồi cũng rất đẹp nữa. Dạ. Mà nó nhanh không anh? Thì cơ bản ở Việt Nam mình nó khá phù hợp với giống này. Giống này là thực ra nó xuất phát từ Nhật. Dạ. Nó là dòng dành dành cánh đơn. Thì hoa nó thơm. Dạ. Nhưng mà về dùng nhiệt đới mình nó phát triển khá nhanh. Nhanh so với Nhật nhiều lắm. Gấp mấy lần ở Nhật. Nếu mà ở Nhật để nuôi được một cái cây có cái cốt tầm này thì họ sẽ mất 5 đến 7 năm. Dạ. Ở Việt Nam mình chỉ 3 năm thì có thể đạt được cái mức độ đó. Có phải nguyên nhân là do Việt Nam mình nhiều nắng không anh? Đúng rồi, Việt Nam mình nhiều nắng hơn ở Nhật. Ở Nhật nó có cái thời gian nó nghỉ đông á. Dạ. Cái cây nó sẽ tạm nghỉ trong một thời gian khá dài. Dạ. Thì sau khi nắng ấm lên thì nó mới phát triển. Đối với dòng này về dùng nhiệt đới thì nó phù hợp. Dạ.
mình có thể tạm hiểu là ví dụ như ở những cái nước ôn đới người ta có mùa đông á, thì một năm coi như cây phát triển được 6 tháng thôi, tạm hiểu là vậy, đại khái là vậy. Còn ở Việt Nam mình là do nắng full nguyên năm luôn, cho nên là phát triển không có bị gián đoạn ha anh em ha. Cho nên đó là một cái lợi thế của một số cây, và cũng là lợi thế của dân chơi bò sát luôn, tại vì bò sát rất là cần nắng. Ví dụ một con mà đạt được 1 mét á, ở nước ngoài phải nuôi 2 năm, nhưng mà Việt Nam mình nuôi 1 năm thôi là đạt được kích thước đó rồi, do nó không có bị gián đoạn ở cái giai đoạn ngủ đông đó, cũng là một cái lợi thế. Ồ, bên này có cây nào lắc léo dữ vậy? Cây bông giấy. Bông giấy à? Bông giấy thì thường xuyên có những cái lắc léo như thế này. Quái. Ôi, nãy quên góc bên kia mà quên quay cây mắm. Bên này cũng có một cây mắm nữa. Cây mắm này, cây mắm là tên của địa phương, nghe nó không có được sang lắm. Tên cây này nó có một cái tên rất là sang, đó là Hải Sơn Tùng. Tên tiếng Anh là Bramfit. Tên tiếng Anh là Bramfit. Anh Trung chia sẻ giùm em một chút xíu về cái dòng cây này đi anh. Thì thực ra cái dòng cây mắm này nó chắc dân cây, dân anh em chơi cây thì nó cũng không lạ lắm gì. Nhưng mà nó là một cái cây của vùng biển. Như là nó của nằm hết ở các bãi cạn ở biển. Thì cái dòng này khi mà về mình phải làm cho nó quen với lại cái chậu. Khi nó nằm chậu thì cái cây này là cây dùng của dùng nước mặn. Khi mình về mình nuôi nước ngọt thì mỗi năm mình nên bổ sung cho nó muối. Mỗi năm thông thường mình sẽ cho 2 lần muối vào cây. Thì ở đây mình nói chỉ riêng cây mắm nên mới bỏ muối nha. Các loại khác anh em chú ý là không có được bỏ nha. Tất cả các loại cây khác anh em bỏ muối là cây chết. Do cây này nó sống ở khu vực biển. Do cây này nó đặc điểm là nó sống dưới biển, dưới bờ biển, cho nên nó khả năng nó chịu mặn thì nó hấp thu được muối. Cho nên khi mỗi lần anh em mà cây nó có thể suy, anh em sử dụng 1 tí muối hột, 1 nắm. Đối với cây này anh em có thể bỏ được 1 bụm muối hột, rải xung quanh gốc và tưới. Thì sau khi tưới tầm 1 tuần đến 10 ngày thì lá nó sẽ xanh hơn bình thường, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ làm cho cây mạnh hơn. Còn lại thì mình vẫn chế độ phân bón bình thường như các loại cây mình trồng thôi. Rồi, đó là cái đặc điểm của cây này. Thì một trong những cái hello anh em mới vô coi nha, cái này vườn của anh Trung chứ không phải là vườn của anh em ơi, Alex ơi. Ok, có dịp anh em mình giao lưu nha. Một trong những đặc điểm mà người ta, cây thì có rất là nhiều loại cây các bạn biết rồi, nhưng mà một trong những cái loại cây, những cái tiêu chí để người ta chọn làm bonsai là gì? Thứ nhất là nó phải là cây lâu năm, trước mắt nó là vậy, nó phải là cây có thể sống lâu được. Có những loại cây nó ngắn ngày quá, rồi nuôi 5-7 năm ấy, nó bể thân nó chết rồi cũng không được chọn rồi. Cây nó phải lâu năm ha, để nó phải khỏe mạnh nè, to tròn nè. Đó, đường thân của nó phải, cái da của nó phải xù xì, nó tạo ra cái độ lão cổ nè. Lá nó phải nhỏ, hoặc là nó có thể rút nhỏ lại được, thì cái cây nó mới cân bằng được. Các bạn hình dung cái cây bonsai nó nhỏ vậy mà lá nó chà bá vậy thì nhìn nó không có khớp rồi, nó không có vô đâu rồi. Đó, rồi thêm gì nữa anh? Cái chi dâm nè, cái chi nó phải nhiều để tạo cái đà tàn nó ấm. Chứ nhiều cây nó thưa thớt quá, ví dụ như tường vi rồi là nó thưa quá, hoặc là nó mọc ở chuỗi không được. Là nó nhìn nó chán, nhìn nó xấu lắm. Đó. Cây mắm này đặc biệt là khi mình khai thác á, có những cây nó sẽ rất đẹp, nó tạo những cái đường lũa rất đẹp, lũa tự nhiên. Đây là lũa tự nhiên của cây. Thì đối với cây mắm này á, cây mắm nó sẽ 2 dòng, một là dòng mắm nuôi, kêu là cái mắm thịt á. Thì nó sẽ... Trời ơi các bạn, nằm mới ghét không? Chó màu đẹp quá, màu cà phê sữa. Ôi giữ con ghê à. Trời, con nào cũng dễ thương hết ta, chân ngắn quá. Cho lùng dễ thương. Ok, thôi quay lại cây cảnh đi. Lan man rồi. Đâu rồi ta? Đây, qua đây mình sẽ giới thiệu với bạn một cái cây rất là đẹp nha. Đây là cái một cái cây gọi là tên của địa phương, gọi là cây mắm. Còn tên mà sang hơn, đẹp hơn, Hải Sơn Tùng, tên tiếng Anh là Bramfit ha. Thì cây này là cây cây này có một điều rất là đặc biệt, tại vì nó sinh trưởng ở những cái bãi cạn ngoài biển, nói chung là sống khu vực biển. Thì nó, cái nước của nó thì các bạn biết là nước biển thì nó sẽ mặn,
Cho nên là để chăm sóc cái cây này á, thì một năm người ta sẽ thường sẽ bổ sung muối cho nó khoảng 2 lần. Thì đối với cây này nè, thì một năm sẽ 2 lần chúng ta sử dụng một nắm muối hột, chúng ta rải quanh hạt, quanh cái chậu của nó để cây nó có thể hấp thụ. Khi mà chúng ta tưới nước thì muối nó sẽ tan từ từ. Các bạn thấy cái cây này, cái cây này được người Indo rất là ưa chuộng luôn. Người Indo mà chơi bonsai người ta rất là ưa chuộng cái cây này, và hình như là người Indo người ta nổi tiếng nhất cái cây này. Các bạn có thể thấy là cái đế của nó rất là đẹp. Cây rất, thứ nhất cây này là cây lâu năm, nó khỏe. Thì trong bonsai người ta thường chọn những cây lâu năm để người ta làm bonsai, tại vì nó sẽ sống được với người ta, thậm chí bên Nhật nó qua nhiều thế hệ. Đó. Còn những cái cây mà ví dụ như nó ngắn ngày quá, nuôi mới 6-7 năm mà nó bể nó chết thì người ta sẽ không chọn nó, tại vì nó ngắn quá. Thì cây này rất là lâu năm. Bằng chứng là chúng ta nhìn thấy những cái da nó nè. Đó, một trong những cái yếu tố làm cho cái cây nhìn nó già cỗi là cái da nó rất là đẹp. Nó sần sùi, nó gồ ghề lên. Đó, có những cái lũa âm bên trong ôm theo cái cây. Thì cây này là cây khai thác ở ngoài thiên nhiên. Chỉ có thiên nhiên nó mới cho được những cái tác phẩm như thế này thôi. Rất là đẹp. Đâu, em quay qua góc bên này nữa nè. Đó. À, coi cái cục bên này nè. Nó xù xì đâu lên. Nó rất là già luôn. Đó, anh em thấy không? Thì đó là tiêu chí đầu tiên. Cái tiêu chí thứ hai á, là cái lá của nó phải nhỏ. Hoặc là nó có thể rút nhỏ lại. Để tạo cho cái cây nó hài hòa, nó cân đối. Không? Một cái cây trong chậu như thế này mà nếu mà cái lá nó quá to không thể rút lại được á, thì nhìn cái cây nó không đẹp. Còn cái này nó rút lại, cho nên nhìn giữa lá, giữa tàn, giữa thân cây nó như là một cái cây cổ thụ được thu nhỏ trong một cái chậu. Đó, lá nó thứ nhất là chi dâm nó nhiều, có nghĩa là từng cái mắt lá nó khích nhau. Nó tạo ra một cái tàn ấm và cái lá nó có thể rút nhỏ lại được. Đó. Thì đây là một trong những cái tiêu chí để người ta lựa chọn cái cây nào lên bonsai. Bạn thấy không? Thân phải già cỗi, rất là đẹp. Đó. Đây là cây mắm ha các bạn ha, Hải Sơn Tùng Redfish. Mình rất là mê cây này, hồi xưa mình sở hữu được 2 cái gốc rất là bự luôn. Sưu tầm nhưng mà lúc đó nói chung là nó chưa có kịp thời gian nó thích nghi với lại khi mình đưa vô trong bờ nè. Mình nuôi đánh bắt lên thì rễ nó cũng rất là yếu. Thì đem về xong rồi nó nặng nữa, vận chuyển tới lui rồi nó bị này nọ các thứ. Thì nó chưa kịp hồi phục là nó đi bụi rồi. Rất là tiếc luôn, bây giờ kiếm không ra mấy gốc đó nữa. Đó, ok, bên này có cây gọi là cây đây các bạn. Đối với chơi bonsai á, thì nếu chúng ta chơi cái cây không á, thì nó khi mà một cái tác phẩm mà nó có kết hợp giữa cây, giữa đá, giữa lũa, thì người ta gọi đây là một cái tiểu phẩm ha. Đây, một cái tiểu cảnh ha. Đó. Đây, gỗ lũa rất là đẹp. Đưa vô. Bên này nè, bên này có cái cây gọi là cây đô la. À, cây này là cây linh sam của Việt Nam này nè. Đang nở hoa bông màu tím rất là đẹp. Bây giờ nắng rồi nó khép lại. Sáng sớm nó nở bung ra rất là đẹp luôn. Đây là một cây đô la. Cái đặc điểm của cây này các bạn sẽ thường gặp cái cây này khi mà bạn vô những cái cửa hàng về xương rồng đồ này nọ thì hay có, nhưng mà nó sẽ có những cái cây nhỏ thôi, cây cỡ này thôi, chứ nó không có cái cây bự như thế này. Đó, đặc điểm của cái cây này là nó có khả năng chịu hạn và chịu mát rất là lâu. Nguyên nhân là trong thân này nó chứa rất là nhiều nước, nó giống như cây xương rồng vậy đó. Cho nên là chúng ta nếu mà chúng ta có để cho nó khô rồi nó sụi lá nữa, nhưng mà chúng ta tưới nước vô lại thì lá nó sẽ ra. Đây là một cây khá là to luôn. Lần đầu tiên mình gặp một cái cây đô la to như vậy. Và cũng được tạo tác thành bonsai rất là đẹp luôn. Ấn tượng những cái lá này, như lá mũ vậy. Như cây mũ vậy các bạn. À, rất là đẹp ha. Có rất là nhiều cái loại cây mà lạ lạ mình không có biết tên. Nhưng mà anh Trung anh cũng sưu tầm nhiều cái cây từ bên nước ngoài về. Đây là cây dương rất là lắc léo. Nó dáng rất là lắc léo luôn. Úi da, đẹp quá. Lắc không? Lắc léo không? Này rễ nó cây nó khỏe, rễ nó mọc tốt. Nó mọc xuống dưới cái diện cái lỗ thoát nước này luôn rồi nè. Đó. Rễ non nè. Và anh Trung anh đặt vô đây để cho nó tiếp tục phát triển nè. Đây là cũng một cây tùng được coi như là cho trồng lên một cái cục đá.
Để đây rất là đẹp. Đằng kia các bạn nhìn xa xa nó có mình đây là một cái dáng mà mình thích nhất trong chơi bonsai. À, cây đằng kia là cây cẩm thị mà toàn thiên nhiên thì mình rất là thích cái kiểu toàn thiên nhiên, tại vì nhìn nó rất là tự nhiên. Và ví dụ như chúng ta nhìn nó tùy vô cái cảm xúc, nó sẽ cho chúng ta một cái cảm xúc khác nhau. Chúng ta đang cảm xúc tới nào ta nhìn cái cây này đôi khi nó sẽ có những cái biến chuyển rất là hay. Còn ví dụ những cái cây mà nó có form dáng cố định á, thì nhìn vô nó giống như nó một màu. Còn cây này chúng ta đứng góc này chúng ta nhìn nó ra cái kiểu khác, đứng góc khác nó sẽ cho ta một cái cảm xúc khác ha. Thì đó là cái dáng thiên nhiên mà mình thích nhất luôn. Đây là những cái rễ của cái cây cẩm thị nữa các bạn. Nhưng mà cái này là sau khi mà mình làm rễ á, mình cắt cái rễ đi để mình thay chậu á, thì chúng ta lấy cái rễ cũ, cái này là cái rễ bị cắt đi rồi nha. Chúng ta chùm ở trên trên này, chúng ta giữ ẩm, giữ mát cho cái bộ đế của cây ha. Đây là một cây, đây là cây dành dành của Nhật nè. Hồi nãy mình có lấy cái gì chia sẻ với các bạn. Đây là một cây linh sam. Linh sam này ghép ha, giống này giống 86, giống lá rí. Ghép với lại gốc linh sam Linh Thuận. Cái đặc điểm của linh sam Linh Thuận thì nó có lỗ, nhưng mà cái lá nó hơi to, bông nó không có đẹp bằng. Cho nên là mình sẽ ghép vô để mình cho một cái tác phẩm mà nó vừa có gốc lỗ mà vừa có cái lá đẹp nữa. Ok các bạn, thì hồi nãy giờ mình nhờ anh Trung đi dẫn đi một vòng để chia sẻ cái vườn bonsai của anh. Trong đây có rất là nhiều cây đẹp cũng như là rất là nhiều cái cây lạ mà mình chưa có tiệp chưa gặp trước đây luôn, rất là thú vị luôn. Thì nếu mà đứng đây nói thêm 2-3 tiếng nữa thì chắc nó cũng không có hết được, tại vì mỗi một cây nó có những cái hay riêng, nó có những cái lưu ý riêng, nó có những cái đặc tính khác biệt nhau mà chúng ta có cần một cái độ am hiểu nhất định. Thì nếu mà chia sẻ hết ngày luôn cũng không hết được. Thì bạn nào mà có niềm đam mê về bonsai hoặc là bắt đầu nhen nhóm cái đam mê bonsai muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể comment bên dưới hoặc là inbox cho mình. Thì nếu mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ thêm các bạn, nếu mình không biết thì mình sẽ giới thiệu các bạn người nào rành về cái đó để chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu một cái bộ môn rất là thú vị, rất là gọi là có chiều sâu, rất là nhân văn như thế này, rất là hay ho luôn. Ok mọi người, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye, mình sẽ tiếp tục đi quay những cái điều thú vị để gửi đến mọi người. Bye bye, see you.